Sáng nay ngày 1 tháng 7, giá đô la Mỹ tự do có phiên giảm thứ hai liên tiếp và mất gốc 26.000 Việt Nam đồng trên 1 đô la Mỹ. Theo giới phân tích, dữ liệu tăng trưởng kinh tế quý 2 được công bố đã giúp tâm lý giao dịch trên thị trường ngoại hối cải thiện đáng kể. Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ngày 1 tháng 7 ở mức 24.260 đồng, không thay đổi so với ngày 28 tháng 6. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng được phép mua bán đô la Mỹ trong vùng giá từ 23.044 đến 25.473 Việt Nam đồng trên 1 đô la Mỹ. Bốn ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam là Agribank, Vietcombank, BIDV và Vietinbank cùng niêm yết giá đô la Mỹ bán ra ở mức 25.464 Việt Nam đồng trên 1 đô la Mỹ, giảm 9 đồng so với phiên ngày 28 tháng 6. Một số ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết giá bán đô la Mỹ bằng mức trần mà ngân hàng nhà nước quy định. Các đầu mối quy đổi ngoại tệ trên thị trường tự do niêm yết giá đô la Mỹ tại mức là 25.900 đến 25.980 đồng trên 1 đô la Mỹ cả mua và bán, giảm 40 đồng mỗi chiều so với ngày 28 tháng 6. Như vậy, giá đô la Mỹ tự do có hai phiên giảm liên tiếp với tổng mức giảm là 50 đồng. Giới phân tích dự báo đây vẫn là vùng giá chủ đạo của thị trường trong tuần này, mặc dù tâm lý giao dịch được cải thiện sau khi dữ liệu GDP quý 2 của Việt Nam tăng cao hơn dự báo là 6,93%.